Xin chào quý vị khán giả thân mến. Bún từ lâu đã là một món quen thuộc trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đặc biệt hơn, mỗi vùng trên dải đất hình chữ S xinh đẹp của chúng ta dường như lại có một loại bún riêng đặc trưng cho khu vực. Ở ngoài Bắc chúng ta nhắc đến bún thang, và trong Nam chúng ta lại nhớ đến bún bò. Nhưng loại bún mà tôi sẽ giới thiệu cho quý vị ngay sau đây có lẽ là ở đâu cũng có, và mỗi nơi lại có một hương vị và cách làm riêng trong món ăn này. Rất đa dạng phải không ạ? Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng đến với món ăn sẽ là chủ đề chính trong chương trình ngày hôm nay. Bún đậu.